Làm thế nào để xác định đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng? Lao động không có giao kết hợp đồng là đối tượng lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Làm công việc bán hàng rong, lái xe mô tô chở khách, tự làm việc tại các hộ gia đình, tự làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, bán vé số, bốc vác. Điều kiện hưởng hỗ trợ: có mức thu nhập thấp hơn chuẩn cận nghèo, cụ thể 1 triệu đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 1 triệu 300 nghìn đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. Mức hỗ trợ và thời gian được hỗ trợ: hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng trong khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. Lao động ở độ tuổi nào thì được nhận hỗ trợ? Tất cả người lao động là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc nhưng bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19, không bị giới hạn độ tuổi lao động. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm những loại giấy tờ gì, nộp ở đâu? Người lao động kê khai theo mẫu số 04, được ban hành kèm theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Trường hợp người lao động đề nghị hỗ trợ tại nơi tạm trú thì phải có xác nhận không hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú và ngược lại. Hồ sơ nộp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng. Làm thế nào để xác định mức thu nhập của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm? Các tổ chức chính trị, xã hội niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc xã, phường giám sát, làm cơ sở đảm bảo việc đánh giá, xác định đúng đối tượng nhận hỗ trợ.